Hôm nay tình cờ đi gặp anh này, anh ở trong rừng, anh đi đặt cái đơm. Đây các bạn, kia là cái chòi, bữa nay chúng tôi sẽ ngồi đó, ngồi cái chòi đó để sáng mai anh em tiếp tục nhé. Cái xuống nặng đó. Sao ông già buồn thế? Không buồn. Để buồn rồi. Hôm nay trăng sáng các bạn. Ở trong rừng trăng sáng lắm. Thì mấy anh em đang đi soi con nhái, con ếch các bạn nhé. Con wow, này chắc nhậm bữa tối nó đá lắm rồi. Đá thật. Thôi đi về thôi nhé. Như là vì bên chắc thật. Này, cái thêm môi. Đấy, có được. Mày tổng kết lại tối đêm nay. Anh em chúng tôi đi rừng đó. Hôm nay chắc phải làm hết 1 lít. 2 lít chưa? Để có rau rừng luôn đây. Đi dọc như đi xa xa. Một hàng này. Đây là cá suối. Cá trâu. Đây, có thịt nướng luôn các bạn nha. Mà chưa muốn tắt điện pin mà. Đi đá quá. Sườn đó đang rửa để nấu các bạn. Cái này chắc thấy cái này để cá hàm cho con. Đây là một nồi nha các bạn, một nồi rồi. Đây là rượu, là bò hăng,
Đây là nồi thứ hai, đó nó còn sóng rồi. Sao không đổ nước? Này đây là cơ sâm. Thôi nhậu thôi. Nhậu xong anh em ngủ đây. Bây giờ cũng là 11 giờ rồi, 12 giờ rồi các bạn. Thằng này này, thằng này này siêng nhất này. Thằng này là bộ ông này. Đội trưởng. Ông già là người biết bảo hăng. Ông này chỉ biết ăn thôi này. Đó, một tâm ly rượu ăn luôn, uống luôn. Ông này là ông quay phim. Đó. Để uống đi. Ngồi đi. Đây ông già. Đó là ông già. À, sẽ hề vào mặt ngăn phim này. Bây giờ... Ôi, nặng thấy ỉ à? Thôi, giữ tay trái nha. Chứ phải ông già uống trước nha. À, mấy ngày ta... À, rất trên quay. Xin phép nha, ngày mai anh em tiếp tục đi xem lưới, đi thăm lưới hồi nãy sáng sớm. Giờ bọn mình uống rượu rồi nha. Rồi xin phép tắt máy và đi ngủ.